chậm lại một chút để cho ta tìm lối thoát. Tao đã không còn muốn đi thật sớm bao về khuya, thoát được buồn lầy và cao khôi việc tôi nát. Bánh ngon ở trên miệng là phần thân tao được chia. Chậm lại một chút để cho ta tìm lối thoát, khi biết có cơ hội mà cha ta ở ngoài kia. Đừng giữa phần tranh giữa cái thiện và cái ác, nhưng tao đã không chọn của bản thân ở trước kia. Tao không được dừng lại, bản thân phải đi tiếp, vì tao không muốn tao lại là người phải nhận thua. Thời gian là thứ mà chính tao có thể thấy, nhưng không thể dùng bất cứ một thứ gì để mua. Trở lại đường đua, hoàn thiện chính tao và nâng cấp bằng thiện khác. Bỏ lại đằng sau là khói thuốc và cười nhạt. Tôi chấm dứt hợp đồng không gia hạn sự lừa nhát. Tranh thủ khi mục mới đi dây chuyền tao nằm hạt. Ngồi về thằng sợ và âm nhạc trên tay sáng, cùng với chặt sao mà mày máu ông trời bàn. Vài lời góp ý mà tao nghe từ phát trang, nhưng tao không có muốn mình phải mất thêm thời gian. Thực hiện là nơi mà tao muốn được tỏa sáng. Playboy này tao sẽ gắt hết được hào quang. Mai tại lực người tao ôn in như một vang. Khi bức tranh họ vẽ tao nhìn thấy toàn là vàng. Thoát khỏi mơ mộng và tao cần được tự do. Nước mắt đã không rơi kể từ khi tao còn nhỏ. Mà mai dạy tao là chuyện đầu lại vào đó. Mạng về buông lăng tao thêm vái cục tiền to. Thoát khỏi mơ mộng và tao cần được tự do. Nước mắt đã không rơi kể từ khi tao còn nhỏ. Mà mai dạy tao là chuyện đầu lại vào đó. Mạng về buông lăng tao thêm vái cục tiền to. Chậm lại một chút để cho ta tìm lối thoát. Tao đã không còn muốn đi thật sớm bao về khuya, thoát được buồn lầy và cao khôi việc tôi nát. Bánh ngon ở trên miệng là phần thân tao được chia. Chậm lại một chút để cho ta tìm lối thoát, khi biết có cơ hội của cha ta ở ngoài kia. Đừng giữa phần tranh giữa cái thiện và cái ác, nhưng tao đã không chọn của bản thân ở trước kia. Tao đôi nơi đang cay với nước mắt để nhớ lại những ngày huy hoàng. Anh hay đã nói cùng đến lúc ta cần ghi bàn, để cho tao cú sốc để tao trở thành người phi phàm. Trước mắt cái sau bài nhàng tao phải thật kỳ càng. Tao đôi nơi đang cay với nước mắt để nhớ lại những ngày huy hoàng. Anh hay đã nói cùng đến lúc ta cần ghi bàn, để cho tao cú sốc để tao trở thành người phi phàm. Trước mắt cái sau bài nhàng tao phải thật kỳ càng. Trước mắt là cầm bẫy ta được cố đi vượt qua. Chậm lại một chút để cho tao tìm lối thoát. Tao lấy sự cố cất là đòn bẩy để bật xa. Nếu đừng nói gì về tao khi tư tưởng mới thôi nát. Nếu cứ quan tâm về vấn đề mình đang gặp, nên tỏ ra yếu đuối vào mỗi khi mình gặp tao. Mỗi năm tin tức là miền Trung lại có ngập. Mày đâu để ý chí người dân của vòng bão. Đừng đem những lý do hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mày từng nói với tao mày có thể làm được mà. Bao nhiêu đắng đo hay lắng lo về sai lầm thì mày đã cùng với tao để bước qua nó thật mượt mà. Quên đi bàn ngã mà trước kia mày từng ruồng bỏ. Mày cần kéo nó lên để câu một ai khen đường nó. Giờ cũng là lúc tao quay lại với cuộc đua này. Thì nó biết chúng ta sẽ đại diện hết những điều đó.